Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức tổng kết đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đề án, đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và các địa phương thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đề xuất lộ trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống thư viện công cộng thành phố và triển khai đề án theo hướng chất lượng hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ để thu hút bạn đọc, xây dựng đội ngũ cán bộ thư viện có đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Ngành giáo dục và đào tạo cần xây dựng và triển khai chương trình giáo dục kỹ năng đọc, xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh. Kết quả lớn nhất của đề án trong giai đoạn 2017-2020 là mạng lưới thư viện công cộng đã được phát triển rộng, đạt mục tiêu đề ra. Các thư viện đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử. Năm 2019, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố đã đưa sách đến với học sinh các trường học, các địa điểm xa trung tâm thành phố thông qua mô hình xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện. Các phiên chợ sách, ngày hội văn hóa đọc, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đều được tổ chức có quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho 9 thí sinh tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, 13 tập thể và 30 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch lĩnh vực thư viện.